Anh Đức bảo là không ngồi tính. Anh Đức bảo không ngồi tính. Và chúng ta đến với trận tiếp theo, trận đi đấu thứ 3 giữa Chim Sẻ Rắn No 1 đối với Tiểu Vũ Tiểu Mã. Yamato của No 1 trong cái đó là Sẻ. À đây rồi. Vâng, cuối cùng cũng thoát được cái kiếm cầm Katha và cầm Greg, cầm thoát kiếm cầm Greg và kiếm cầm cho Son. Vâng, trận này thì Sẻ được cầm Sen, một quân sở trường của em. Trong cái đó No 1 người cầm Yamato. Trận trước là một trận No 1 chém rất ác. Vâng, chém fit Tiểu Mã. Vâng, ác ngon tề giác bên ngoài thì nhìn hiền nhưng bên trong ác thế rồi. Và trận anh tiếp tục được cầm một chém tuyển nữa, đó là Yamato. Và chúng ta sẽ lại xem màn máy của anh sau này anh chém như thế nào. Vâng, xem Sẻ đánh Sen lẽ cũng nhiều lắm rồi, xem nó cũng ngán. Vâng, thay mặt ban tổ chức đoàn du đấu, chúng tôi xin cảm ơn các vị đã tài trợ và đã đồng hành cùng đội tuyển AOM88 Việt Nam du đấu Hàng Châu Trung Quốc vào tháng 5 2016. Xin cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương M88, nhà tài trợ đồng hành website Dubai Pellet và nhà quán game Đèn Đồng Đỏ. Quay trở lại với chuyện này thì dường như bài No.1 đang có, vâng, No.1 đang có một cái bài mà tương đối tươi. Đang yêu đầu lùa về. Và cẩn thận. Cẩn thận. Vâng, mặc dù đây không phải solo cung R nhưng mà chết một dân nó là cái gì đó mà tất cả các thủ đều không muốn. Vâng, thêm quả phụ dành cho No.1, bài rất tuyệt vời. Mà tôi thấy anh không cho dân chặt gỗ à? Ơ. Vâng, có một con dùng dân chặt gỗ thôi. Anh đang cắt khá nhiều dân ra để có thể ăn hiêu. Và cái việc này sẽ giúp cho anh nhưng cái đàn hiêu đàn voi của anh sẽ nó sẽ đỡ bị thối thịt hơn. Ăn được nhiều thứ. Đây rồi, thêm con voi. Như đây bài một voi một hiêu một quả. Mắc ba lè rồi, thêm hai vòi nữa thì có lẽ sẽ là khỏe hơn. Nhưng về cơ bản như thế này cũng đã đủ. Trận này chiếc bet đầu tiên của anh sẽ đặt hơi muộn một chút. Khi mà anh đang cho khá nhiều dần dàn hiểu vòi. Tập trung ép thịt trước ở trong thời điểm đầu. Vâng, cầu vòi rất mượt dành cho No.1. Giá như ngày hôm qua anh cũng thi đấu như thế này thì có lẽ sẽ rất, anh sẽ có rất nhiều fan hâm mộ. Vâng, thấy con xe giò của Tiểu Vũ. Cái gì? Vâng, à như vậy là pan. Vâng, Tiểu Vũ lại cầm pan. Vâng, tôi nhìn 16 giờ. Alo, không phải. Không phải là pan, tôi thấy có một tên dài dài hình như là Samurian. Mà tôi thấy mà Tiểu Vũ có 16 giờ như vậy, anh chậm tới 3 giờ cả. Vâng, có vẻ như bãi quả của anh rông rách lắm. Vâng, toàn đá thôi. Và có thể có khả năng là nằm trên con đồi. Hoặc là cỏ cây trên lá đá trên hoa. Rất đen như Tiểu Vũ. Vâng, đã gặp một cái cặp nó gần như là cứng nhất của Việt Nam rồi. Đã thế là bài này còn không được đẹp. Đã thế bên mình là quần này còn đẹp nữa. Rất khó khăn. À thế như vậy bên kia là Maxe và Phonician. Vâng, không có Pamiran. Không có Pamiran. Vâng, Maxe và Phonician. Nhưng mà không có Pamiran mà tại sao đó, Tiểu Vũ chậm lắm dần thế nhỉ? Vâng, đen cho Tiểu Vũ rồi. Trận này Tiểu Vũ là gặp ông No.1. No.1 để có cái bài giàu. Và kích đời rồi. Một trận No.1 sẽ lên rất sớm đây. Khoảng tầm 10 sớm. Có lẽ sẽ là 10 sớm dành cho No.1. Mà thịt có vẻ đang hơi yếu một chút. Vâng, No.1 đang dồn khá nhiều dân ra ăn bãi quả này. Dồn khá nhiều dân ra bãi quả này. Và căn ke đang căn ke gỗ. Bãi gỗ nó hơi xấu một chút, kia nó nằm ở dưới một vài tầng dốc. Quay trở lại với ông thần Sẻ nào. Vâng, cầm xe thì đâu thế nào. Một đoạn đánh cung đi. Ránh cung đi. Ui, gần đủ đô để kích đời rồi. Một trận mà Sẻ ránh cung nhưng mà kích đời siêu sớm. Có lẽ sẽ là trong đầu 9. Vâng, BM sẽ ở đâu? Vâng, hơi loằng ngoằng một chút. BAC cực cao. Vâng, như kiểu là ông này đánh cung R vậy. Vâng, như kiểu là solo cung R vậy. BAC cực cao. Một bài mà 25+2. 25+2. Cộng 2 đúng không em? Cộng 2 đi, bởi vì cộng 1 nó cũng thế thôi. À, nhưng mà là không đủ thịt. Nhưng mà chỉ là cộng 1 thôi. 10+6 với 26 công dân của xe. Và một bài đây là bài đánh cung R. Quay trở lại với No.1.
Kích cho anh ơi. À chưa kích. Một con đoàn lên đời sớm. 10-30 và 25 dân của IA. Lực có lẽ rằng cũng ổn thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Đang cho khá nhiều dân chặt gỗ để có thể và người ta là ôm rỗ đúc ruộng. Không có đồ ổn hoàng. Vẽ xuống tay luôn. Co giò đẩy đi và gặp game thủ cầm Maxe. Game thủ Xiaoju. Tức là Tiểu Vũ. Vâng, có một con đề. Con đề khá dài. À chà. Và đây một tình huống con đôi giò của nó một phải đi vào. Vâng, Maxe cùng nhà ấy chà. Vâng, cũng biết đấy chưa. Vâng, Maxe ở trong cái map la mà khi nó không được nhà nó cũng tương đối là lợi hại. Nhưng mà đồng một đang có một tên đi vòng đi rất xa. Nhưng Tiểu Vũ nó bỏ xong nhà. Và trận này thì có lẽ là N1 sẽ không thể chém được Tiểu Vũ. Trừ khi anh sẽ có anh. Vâng, nếu như muốn vào nhà của Tiểu Vũ sẽ không phải sẽ có phải có một bài chém vẩy e. Phải có một bài chém vẩy e để có thể vào nhà của Tiểu Vũ. Bây giờ thì con ngựa giò tạt sang cánh bên kia. Và đây con ngựa giò công giáp đầy đủ. Và đây rồi. Vâng, vẫn là như thế thôi. Rất đen cho Tiểu Mã. Vâng, có lẽ rằng sau trận đấu này thì Tiểu Mã sẽ F3 và cho N1 vài cái bạt tai vào. Vài cái bạt tai. Cái tội là chuyên đi cái ông này. Mà trận trước thì chém fit, trận này tiếp tục là chém Tiểu Mã. Và nó cứ đen đen kiểu gì vậy. Bên phía anh bạn thì đánh hai trẻ. À không, chỉ biết đâu được. Ông Maxe khung nhà kia biết đâu đánh A. Mà chỉ biết được đâu. Vâng, CL đánh A là chuyện quá được bình thường luôn. Bên họ Pamran có đánh A bình thường. Đánh cung R bình thường ấy, chứ đừng nói đến là Maxe. Maxe là quần có cung A. Và trong đời 3 nó cũng có mắc công nghệ. Giáp 4, chặt gỗ 2. Vâng, đời 4 thì nó không có cái không có cái tầm xa 3 thôi. Chứ cung A của Maxe cũng là cung A khá khỏe đấy chứ. Bây giờ thì N1 đang đứng thủ một tên. Và có vậy đấy hay không? Con giò của game thủ 1-1 dường như chỉ có công mà thôi. Vâng, bà đánh 1L đến từ Tiểu Vũ. Sau đó có đâm y không nhỉ? Họ có biết y Maxe có chiêng 3 và khỏe hay không? Đang hỏi thôi. Vâng, cái bài đánh khắc chế lại Yamato thì thường là game thủ sẽ thi đấu những cái tên mà vâng sẽ CI dâng y để có thể đỡ lại Yamato. Và đây là một tình huống mà chém vậy đến tường 1 có vậy được không? Không, Tiểu Vũ khá nhanh tay. Làm sao? Vâng, cứ tưởng là dễ à. Tưởng là ngon ăn à. Vâng, có họ không họ. Và đội 1 tiếp tục chém vào đây. Mà tôi nghĩ là chém ở mép bản đồ nó có vẻ tươi hơn. Bởi vì mép vào đồ tôi nghĩ là sẽ không có dân. Vâng, sẽ số khổ. Toàn bị hấp diêm thôi. Vâng, bởi vì toàn bị hấp diêm thôi. Cung rò của sẻ đang ở đây luôn. Và chắc chắn rằng game thủ mùa 2 và chắc chắn game thủ mùa 1 sẽ không đỡ nhà trong tình huống này. Quá đông chém và quá đông những con trẻ và những con cung rò của chim sẻ. Và một cánh ruộng rất tròn dành cho N1. Với quanh ruộng này thì anh có thể sóc đều những chiếc nhà BL của mình. Về phía bên kia thì Tiểu Mã có một tên tạt cánh đánh đầu nhưng mà dường như nó không có quá nhiều hiệu quả. Vâng, chém lộ của BN luôn. Bên ngoài thì có những con chém. Bên trong thì có những... Vâng, bên ngoài thì có chém. Vâng, có y bên trong. Mà y phải xây bên ngoài chứ anh. Mình dị thế. Vâng, y xây bên ngoài mới thủ được. Cái bài này có lẽ anh chưa học. Và một ta phơn bị lọt vào thôi. Maxe thôi lại fit thì khổ. Rất ác với cái ông này. Tôi chém nó vừa vừa thôi để tôi còn sống một tí. Vâng, 3-0 thì chắc chưa đến 12, chưa đến 20 phút. Thôi cái ông cầm cái gì Phonesian bên phía bên kia đường R ra lại cái gì. Nó chém cả cung R luôn cho nó mát. Vâng, chém nó chém 4 khi chém cả Y. Vâng, Phonesian vẫn chưa thể làm gì được game thủ cầm Yamato. Yamato đang quá khỏe. Dần chết rất nhiều rồi. Khổ cho Tiểu Vũ quá. Vâng, bây giờ thì bắt đầu bị chém cái bãi ruộng này. Vâng, u sổ. Vâng, dân đang biểu tình. Dân đang biểu tình. Nô đang hy sinh những con chém của mình để có thể ăn những con nông dân của game thủ cầm Maxe. Rất đẹp. Vâng, hết chém rồi. Mà lượng y của vâng tôi trận này thì lượng y của Tiểu Vũ cũng đông ấy chứ. Vâng, trận này mà anh xây ở phía ngoài thì không thể nào mà Yamato và Sen có thể công ở nhà của Maxe được. Vâng, trận này mà gặp hai cao thủ của Việt Nam thì chưa biết thế nào một lần.
Tôi khẳng định các bạn luôn, trận này mà gặp hai cầu thủ Việt Nam thì chưa biết thế nào một lần. Rồi, nhưng mà trận này nó một chém khá tốt rồi, xem ông sẻ hôm nào làm gì làm đi. Vương Tham có 60 bộ. Vâng, 64/68. Bên thì đang đẩy nhà cái thủ Tiểu Mã nhưng dư vẫn chưa đẩy được. Tiểu Mã đánh một bài mà lạc đà, sau đó thì chuyển cùng R. Vâng, có thể gọi đây là hỗn mã được rồi. Hỗn mã là hai loại ngựa. Vâng, 5 nhà BA giành cho sẻ rồi. Vâng, dần sóc quá đều về. Vâng, đối đánh với Trung Quốc trong thời gian đầu chỉ có ngồi gãi thôi. Rất sướng. Bởi vì họ không công sát bằng bên mình ở trong thời gian đầu này. Và đi công rất đơn giản. Bây giờ sẻ đang đứng thủ. Bên phía bên kia thì có lẽ là phô đi sẻ nó khỏe đến mấy thì không thể nào mà chơi được với sẻ của sẻ. Và lại còn có một cái bài đẹp nữa chứ. Vâng, IMAX tạt sang bên này, có biết có chương đồng 3 chưa? Vâng, sẻ đã soi y chưa? Vâng, chưa chương đồng 3 rồi. Tôi bắn chết nhanh lắm. Chắc chắn là chưa chương đồng 3. Vâng, chương đồng 3 với chương đồng 2 là khác bọt nhau rất nhiều. Bởi vì những con cụ đầu của sẻ chỉ đấu công 4 rồi. Trong khi đó là khi mà IMAX lên được chương đồng 3 thì cái khả năng mà bắn vào, vâng, một con cụ đầu bắn một mũi tên bắn vào một con IMAX chỉ mất có một máu. Trong khi đó thì khi mà chiêu đồng 3 thì nó bắn mất 2 máu. Sự biệt đó là rất nhiều. Bên này sẻ đã muốn đẩy quân sang nhà của game thủ cầm phone Asian, game thủ Tiểu Mã. Với số lượng cung R là khoảng tầm hơn 1 kích. Bên phía bên kia phone Asian cũng đang sử dụng cái bài hỗn mã của mình. Nhưng mà có thể đỡ được hay không? Và chúng ta sẽ cùng quay lại để xem được một củ hành tiếp tục củ hành Tiểu Vũ như thế nào. Vâng, rất nhiều người vâng nâng cấp chém 4 ý định chém fit Tiểu Vũ. Khổ, thôi tha cho người ta. Vâng, đánh nó phải giữ khách. Giống như kiểu hôm qua vậy. Và hôm qua các ông đánh ra đùm nhanh quá. Veo 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 vắt. Vâng, vòng 1-12 thì không còn một bóng của các cầu thủ Trung Quốc nào cả. Thế nào họ dỗi. Họ bảo đấy. Vâng, đưa thẻ hết các ông đấy. Ông thích, các ông thích tổ chức nào thì các ông tổ chức. Vâng, họ dỗi. Và ngày hôm nay họ bảo là nếu như mà cái giải hai ra đùm mà nó cũng là như vậy thì có lẽ là các ông cũng tự chơi với nhau đi. Nhưng mà đó chỉ là ông công nói vui thôi. Đàn em Việt Nam của ta thì vẫn vẫn tổ chức thi đấu theo luật của các thủ Trung Quốc. Và các anh ấy đề ra như thế nào chúng ta sẽ làm như vậy, không khác gì cả. Vâng, thôi ông lại còn chém cả nhà chủ nữa, khổ. Vâng, ác thế là cùng. Như vậy tỷ số đó là 3-0 dành cho đôi của chim sẻ và đấu 1.